Bạn thân mến, đôi khi gặp chuyện không như ý, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là cuộc đời thật bất công. Tại sao lại là mình nhỉ? Tại sao mình lại gặp phải những chuyện này? Đang sống yên ổn, tự nhiên phát hiện có bệnh trong người hay tai họa ở đâu, sao cứ rơi trúng đầu mình? Thế nhưng cuộc đời bất công hay không, nó lại phụ thuộc vào cách nghĩ của mỗi người. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối diện với những nỗi buồn không mong đợi. Trong Radio Tâm sự của tuần này, mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Hồng Thắm. Năm 17 tuổi, tôi phát hiện mình bị gan trong một buổi đi hiến máu tình nguyện. Vào đại học, một cô bé năng động luôn xung phong tham gia vào những hoạt động của khoa, của trường. Thế nhưng bỗng chợt cô phải sống trong một khoảng thời gian tối mịt của cuộc đời. Tôi của những năm ấy buồn bã giữa thành phố đông người, một mình lặng lẽ nhìn trong biển người mênh mông. Không người thân bên cạnh, không có nhiều bạn bè. Thời điểm đó chỉ mới vào đại học, tôi rất ít bạn mà cũng chẳng thân thiết với ai. Tôi sống một mình, nhìn có vẻ sẽ cô đơn, nhưng đó là một không gian tôi rất yêu thích, vì lúc ấy sẽ là chính mình. Hòa đồng với mọi người nhưng lại là một người sống nội tâm, dồn nén cảm xúc ở trong lòng. Dù vui hay buồn cũng đều mỉm cười với mọi người. Họ không biết là tôi có vui thật không nữa là đằng khác. Ngụy trang bằng những nụ cười có lẽ là vai diễn mà tôi thành công nhất từ trước đến nay. Buổi sáng hôm ấy là ngày các tình nguyện viên được hiến máu. Tôi cũng là một trong số đó. Cảm giác háo hức lắm, nghĩ mình sẽ giúp được một ai đó trong lúc khó khăn thì hãnh diện vô cùng. Những nụ cười trên đôi môi cô gái trẻ ấy cũng làm cho người khác phải cười theo. Có lẽ tôi vẫn chưa biết được mình sắp xảy ra chuyện gì nữa. Vui vẻ chờ đến lúc gọi tên. Mời bạn T lên bàn số 1. Hớn hở chạy lên phía bàn. Bác sĩ khám sàng lọc cho tôi. Mọi thứ đều ổn cho tới khi lấy mẫu xét nghiệm xong. Chờ một lát, khoảng 15 phút, bác ấy gọi tôi đến bên cạnh và nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Bé con à, bác rất tiếc khi phải nói rằng con không đủ điều kiện để hiến máu. Tôi vội đáp. Sao thế hả bác? Sức khỏe con rất tốt bác ạ. Một ánh mắt trìu mến lẫn một chút buồn từ bác. Bác xoa đầu và bảo rằng. Con này, con bị gan nên không thể tiếp tục được. Con về nhà nghỉ đi nhé, hãy ăn uống đầy đủ vào. Tôi lúc này còn chưa nhận ra được mình đang gặp vấn đề gì nữa. Tôi cảm ơn bác và rời đi ngay. Các bạn hỏi tôi sao vậy? Tôi chỉ cười đáp. Máu tàu quý ấy mà, bác sĩ bảo giữ kỹ và không cho ai. Một nụ cười trên câu nói ấy. Tôi rời khỏi trường, lê đôi chân bước thật nặng trĩu trên con đường về phòng. Vừa đi đôi mắt rưng rưng hai giọt lệ. Tôi lúc này đã không thể nào nở một nụ cười được nữa. Cúi gằm mặt xuống đường và lặng lẽ đi. Không một ai biết trong gương mặt đó nước mắt đã đẫm ướt cả chiếc khẩu trang. Không một tiếng thút thít nữa là. Về đến phòng vẫn còn chút bình tĩnh, nhấc máy gọi cho ba. Bên đầu dây kia một giọng nói quen thuộc. Ba nghe đi con khỏe không? Lúc này không còn một chút bình tĩnh nào nữa. Tôi òa khóc nức nở, không nói được một lời nào cả. Muốn mở miệng nói lắm, nhưng sao có vật gì cản ở cổ, không tài nào nói được. Bên kia ba tôi vội vàng an ủi. Sao đấy con gái, sao lại khóc? Nín đi con, nói ba xem con xảy ra chuyện gì nào. Dạ, con nhớ ba thôi à. Con bé này, đi học rồi về thôi, mà nhớ cái gì? Có phải con đi không về đâu chứ? Tôi quyết định sẽ không nói với người nhà về chuyện này. Bởi vì tôi không muốn vì tôi mà ba mẹ phải lo lắng thêm nữa. Những năm tháng vừa qua ba mẹ đã lo cho tôi nhiều rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc tự bản thân phải biết nỗ lực tự đứng lên từ đôi chân của chính mình. Và tôi cũng hiểu rằng đến cuối cùng người đồng hành trên con đường này chính là bản thân ta. Ba mẹ cũng chỉ đi cùng ta một quãng đường ngắn mà thôi. Nói chuyện một lát hỏi thăm sức khỏe của gia đình xong, tôi cúp máy và một mình chịu đựng nỗi đau này. Tôi nằm vật ra sàn nhà, cảm nhận được cái lạnh của nền gạch. Nhưng lúc này với tôi, cảm giác ấy không ảnh hưởng gì cả.
chẳng qua chỉ là một cái lạnh buốt da mà thôi. Với cái tuổi 17, với biết bao hoài bão, bao dự định chưa kịp thực hiện, bây giờ lại mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi mà phải mang theo cả cuộc đời này. Nằm thiếp đi một lúc, trong cơn mê tôi nhìn thấy mình lúc nhỏ vẫn còn chưa biết gì, vẫn vui vẻ và rất hạnh phúc khi có bà mẹ ở bên cạnh. Tôi của bây giờ lại khác, nên xảy ra chuyện như vậy cũng không muốn làm phiền đến ba mẹ. Tối hôm đó tôi lên mạng tra những gì liên quan đến căn bệnh gan. Chỉ cần thấy những bài viết có tác hại nghiêm trọng, tôi sẽ lướt qua. Khi đọc qua những thông tin mà không có tác hại nghiêm trọng, tôi sẽ lưu lại. Cứ mỗi lần như thế tôi lại tự an ủi rằng mình không sao đâu. Sáng hôm sau là thứ bảy, một ngày nắng nhẹ trong cái xe lạnh của mùa đông, tôi bước đi trên con đường quen thuộc. Không suy nghĩ mình sẽ đi đến đâu, cứ đi và đi. Được một lúc tôi dừng lại, thấy mình đang đứng trước một tiệm sách cũ. Từ vào đó nhìn lướt qua một lượt và thấy cuốn sách Đừng để tương lai chết trước tuổi 30. Mở ra xem những trang đầu cuốn sách với câu nói: khi còn trẻ phải sống hết mình, khi về già hãy sống tự tại. Các bạn nghĩ câu này ý nghĩa là gì? Còn đối với tôi, khi đọc nó là nghĩ về cuộc sống của mình vẫn còn rất trẻ, không vì một chút khó khăn nào mà chùn bước. Bệnh gan của tôi chữa khỏi cũng được, mà không khỏi cũng chẳng sao. Bắt đầu tôi biết rằng mình và nó là một, chúng ta cùng một cơ thể, hãy sống song hành với nhau. Ta biết cách hòa quyện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi già rồi ta sẽ có một cuộc đời như ta mong muốn, không bận tâm gì đến những ham muốn của lòng người nữa. Ta sống hôm nay không chỉ để ngày sau, mà ta sống hôm nay là ngày hôm nay ta được sống. Trong đầu tôi lúc này đã phấn chấn hơn rất nhiều. Tôi mua quyển sách này, nó cũng là một động lực giúp tôi xóa bỏ những phiền não về căn bệnh. Đây là bài học đầu tiên trong cuộc đời tôi, phải biết chấp nhận cuộc sống này. Hôm nay ta không may mắc một căn bệnh, không có nghĩa là ta đã kết thúc cuộc đời mình bằng căn bệnh đó, mà chúng ta phải dùng chính nó là động lực sống. Ở ngoài kia có rất nhiều người còn mắc những căn bệnh quái ác hơn tôi, nhưng họ vẫn sống tốt. Vậy tại sao tôi phải gục ngã như thế? Tôi sẽ là một cô gái 17 tuổi hiểu chuyện và không một lời oán than. Điều kiện gia đình không được tốt nên tôi phải đi làm thêm, giúp được ba mẹ khoản nào thì hay khoản đó. Tôi đi làm ở một quán cà phê, lương thì cũng không cao khi làm một ca. Vì vậy khi nào không đi học, tôi sẽ đi làm. Năm đó học cũng không nhiều nên đa phần tôi dành hết thời gian cho việc làm thêm. Sáng, trưa, tối, cả ba ca tôi đều làm. Làm đến mức không thể đứng nổi được nữa, nhưng vẫn cố gắng. Tôi không dám nghĩ mình là người bị bệnh và phải được nghỉ ngơi, phải được chăm sóc. Vì lúc này tiền thuê nhà của tôi cũng cao. Vì muốn phụ giúp ba mẹ được phần nào nên tôi phải nỗ lực hết mình. Có lẽ đây là thời gian mà tôi nhớ mãi. Mắc bệnh lại đi làm kiếm tiền, làm việc gấp đôi người bình thường thì vì để trang trải cuộc sống. Cũng nhờ sự cố gắng đó mà tôi đóng được học phí đại học và đóng tiền thuê nhà. Đôi khi cũng có dư một ít để dành lại, khi nào cần thì sẽ dùng. Cuộc sống lúc ấy cũng có chút khó khăn, nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận. Đôi lúc ngẫm nghĩ về căn bệnh của mình liệu có làm cho tôi dừng cuộc đời này lại không, nhưng cũng phải gạt suy nghĩ đó qua một bên, bởi nếu cứ nghĩ như thế thì chắc tôi sẽ không mạnh mẽ được. Đã trôi qua 3 năm kể từ ngày tôi phát hiện bệnh của mình, tôi vẫn giữ kín chuyện này với gia đình. Tôi của ngày ấy và bây giờ rất khác nhau, cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, không còn suy nghĩ gì về vấn đề ấy nữa. Tự biết cách tự chăm sóc mình, ăn uống khoa học hơn và thường xuyên tập thể dục để có một sức khỏe tốt. Năm đó tuy vượt qua được nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ. Không nỡ vì tại sao ta phải chịu sự đau đớn của cuộc đời này. Bây giờ vẫn là tôi, 20 tuổi nhưng phải sống trong con người của 30 tuổi. Cố gắng làm việc để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. Nếu như được chọn sống nhàn hạ, vậy ngoài kia ai lại chọn cuộc sống khó khăn để ta có thể nhàn hạ đến thế? Ta không có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Mỗi lần về nhà tôi đều vui vẻ,
Những năm cố gắng làm việc của mình, tôi cũng có dư một phần tiền nhỏ. Tôi gửi tặng mẹ, tuy nó không nhiều nhưng cũng khiến mẹ vui và không còn lo lắng cho tôi nữa. Không phải vì ta bị cái này mà dừng lại ở những ước mơ của mình. Mỗi thời gian tôi trải qua đều là bài học xương máu mà chính mình lại là người thầy dạy điều đó. Bây giờ tôi đã học xong đại học, trang trải 4 năm học bằng tiền của mình làm ra. Điều đó khiến tôi rất hãnh diện. Tôi cũng đã đi làm và phụ giúp ba mẹ nhiều hơn. Tôi có được một cơ thể khỏe mạnh để theo đuổi những hoài bão, những ước mơ của bản thân. Tôi bây giờ đã chiến thắng. Vượt qua thử thách lớn nhất là sự lạc quan. Hôm nay bạn có thể mắc phải một chuyện buồn, không có nghĩa là cuộc đời của bạn sẽ như thế. Muốn hạnh phúc, muốn yêu đời hay muốn đau khổ là do bạn chọn lựa. Không vì khó khăn này mà than trách Thượng Đế bất công. Có bất công hay không đều nằm ở đôi chân của bạn. Bạn thân mến, một trong nốt trầm nào đó của cuộc sống, chúng ta thường mơ về hạnh phúc ở nơi nào đó xa xôi, tự thấy mình bất hạnh hơn người khác, tự nghĩ suy, tự làm mình buồn. Nhưng đối với người khác, chỉ cần hôm nay được sống, được hít thở, được tiếp tục học hành, làm việc đã là một điều hạnh phúc. Người không biết coi trọng sự sống thì cuộc sống đối với họ như một cực hình. Người khát khao được sống thì cuộc sống đối với họ như một món quà vô giá. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn về hai người bạn chung một phòng bệnh, cùng mắc bệnh hiểm nghèo, cùng đấu tranh để giành giật sự sống và cùng mang trong mình những ước mơ nhỏ bé. Chuyện ngắn Bên khung cửa sổ được gửi đến từ tác giả Hứa Hiểu Vi. Chiều xuân, dư âm của cơn mưa vừa dứt làm không khí như cô đọc lại. Tôi cảm nhận được tiếng gió lùa khe khẽ qua từng vòm cây. Mẹ đứng bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn cho tôi, rồi quay lại nói chuyện với người bác sĩ. Ông đang cúi đầu ghi vào bệnh án tình hình của tôi. Tiếng nói chuyện rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Những từ như phẫu thuật, tỷ lệ thành công, điều kiện sức khỏe. Từng chữ như một mũi kim cắm vào trái tim vốn đã kiệt sức của tôi. Tôi vừa nhắm mắt lại, trốn tránh ánh mắt lo lắng của mẹ. Bàn tay nắm chặt chiếc chăn trắng toát còn vương mùi thuốc khử trùng. Ngay dưới lớp chăn mỏng manh này, tôi có thể nghe thấy tiếng đập yếu ớt của con tim mình. Con tim đã quá mệt mỏi và chai lì với những cơn đau. Một lát sau, tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa, khép cửa không còn. Tôi từ từ mở mắt ra, không gian như chìm vào tĩnh lặng. Có lẽ chỉ im lặng với chính tôi, khi những âm thanh từ bên ngoài vẫn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Gượng ngồi dậy, tôi với tay kéo nhẹ rèm cửa sổ. Trời chiều không nắng, những đám mây đen vẫn còn đó phía chân trời, lạnh lẽo, u ám như lòng tôi lúc này. Ngoài khung cửa sổ, cành bằng lăng khẳng khiu vươn ra từ cây hoa mọc bên hông căn phòng, nhẹ rung trong gió chiều. Tiếng cây cựa mình, tiếng tí tách rơi của những giọt nước còn đọng lại, chậm chậm đi vào tai tôi, nhẹ nhàng. Cậu có biết tớ đang mong ước điều gì không? Tôi quay đầu lại, nhìn người bạn giường bên đang chăm chú ngắm cảnh bằng lăng ngoài khung cửa sổ. Cậu ấy tên Trang, bằng tuổi tôi. Và giống như tôi, cậu bị bệnh tim và nằm đây chờ đến ngày phẫu thuật. Chúng tôi là bạn từ ngày tôi chuyển vào phòng này cách đây hơn một tuần. Không cần quá nhiều thời gian để làm quen. Đơn giản vì chúng tôi giống nhau, đều phải chịu những cơn đau như xé toạc lồng ngực hành hạ. Hơn tất cả, tôi và cậu sẻ chia với nhau niềm vui, nỗi buồn của hai kẻ tranh vênh giữa sự sống và cái chết. Về hành trang mình chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi bí ẩn nhất của cuộc đời. Trang hay cười, hay nói. Dường như bệnh tật không ngăn cản được niềm yêu đời của cậu ấy. Ngược lại, tôi thì khác. Cảm giác cuộc đời không đủ thân thiện để chào đón mình, làm tôi chán ghét tất cả. Vậy nên dù Trang hay nói, căn phòng vẫn thường chìm trong yên lặng. Bởi người nghe duy nhất là tôi, luôn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng chưa bao giờ có thể tìm thấy một giấc ngủ bình yên khi nỗi ám ảnh cái chết ngày càng lớn dần. Dù thầm biết số phận đã được sắp đặt, nhưng thật khó để chấp nhận. Chiều nay, lần đầu tiên ánh mắt Trang trầm tư như vậy, không lẽ cậu ấy bắt đầu sợ hãi như tôi chăng? Tôi đang mong
được nhìn thấy cảnh bằng lăng ấy nở hoa. Chàng chậm rãi nói, nét mặt thanh thản đến lạ kỳ. Tôi nhìn cảnh bằng lăng nhiều lá, bây giờ mới đang là mùa xuân. Không lâu đâu, có lẽ cậu chỉ cần chờ 2 tháng nữa thôi, tôi khẽ nói. Chàng mỉm cười, rồi cậu chạm tay vào chiếc loa nhỏ đặt trên đầu giường. Chiếc loa cậu bảo mẹ mang đến cho mình tuần trước. Tiếng nhạc vang lên, lấn át tiếng nói chuyện, tiếng xe chở thuốc để qua để lại ngoài hành lang. Tôi nhắm mắt, cảm nhận bản nhạc không lời bằng mọi giác quan. Người ta bảo, cảm nhận âm nhạc bằng trái tim là điều tuyệt vời nhất. Có lẽ, điều may mắn nhất tôi có được là con tim. Dù chỉ vài ngày nữa thôi, con tim này phải thay bằng một con tim khác. Có lẽ, nên chuẩn bị tâm lý cho tất cả. Bản nhạc không lời vừa đến hồi kết, cảm giác tim mình lại bắt đầu nhói lên. Tôi mở mắt, lấy tay ghi chặt lồng ngực. Đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng cảm giác đau vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Trước mắt tôi, mọi thứ bắt đầu tối dần. Chàng vội vàng đưa bàn tay gầy nhấn chuông gọi bác sĩ tới. Chiếc kim truyền dịch tuột ra khỏi tay cậu, vẫn kịp thấy một vệt máu nhỏ chảy ra từ vết thương. Cảm giác kim tiêm đâm vào tay như kiến cắn. Tôi nằm nghiêng nhìn ngón tay bác sĩ đầy bít tông, dòng chất lỏng từ từ đi vào từng mạch máu. Tôi nhắm mắt, cơn đau dịu dần nhưng vô cùng âm ỉ. Khi kim tiêm rút ra, cảm giác cũng giống như khi găm vào. Tiếng bác sĩ rì rầm nói chuyện với mẹ tôi. Tình hình này, tôi sợ cháu không đủ sức khỏe làm phẫu thuật. Vậy phải làm sao đây bác sĩ? Tôi nghĩ chắc là cháu lo lắng quá thôi, chị nên thường xuyên động viên cháu. Vậy nếu phẫu thuật thì khả năng sống là bao nhiêu ạ? Giọng mẹ tôi nghẹn ngào, hình như mẹ đang khóc. Nếu bây giờ, có lẽ là 50-50, nhưng nếu cháu có niềm tin, có khát vọng sống thì hy vọng sẽ cao hơn rất nhiều. Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi mất hẳn. Trước khi nhắm mắt lại, tôi nhìn sang giường bên, chiếc kim truyền dịch đã được gắn lại vào tay Trang cẩn thận. Như vậy là ổn rồi, tôi tự nhủ rồi thiếp đi. Buổi sáng, căn phòng không tĩnh lặng như mọi ngày. Tiếng chim hót líu lo trong vòm lá. Tiếng xe thuốc để qua để lại ngoài hành lang. Tiếng dòng xe vội vã qua lại trên con đường lộ phía xa. Tiếng người, tiếng còi xe như hòa lẫn vào nhau, tạo nên thứ tạp âm nghe thật tuyệt vọng, vì cảm giác mình không đủ sức lực để chen lấn. Mẹ đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Tôi, Trang và mẹ cậu ấy. Trang và mẹ cậu đang thì thầm khe khẽ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài, không biết là của ai. Tôi quay người, chăm chú nhìn bác ấy dùng khăn ướt lau mặt cho Trang. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi má gầy gò và đôi môi tím ngắt. Nếu nhìn tôi tiểu tụy thì cậu ấy còn tiểu tụy hơn rất nhiều. Bất chợt tôi thấy thương cậu, rồi tự cười khi thấy mình cũng chẳng khá hơn cậu chút nào để mà thương. Một lúc sau, mẹ cậu đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn 2 đứa nằm song song bên nhau. Sắp đến ngày phẫu thuật rồi, cậu có sợ không? Tôi hỏi. Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi tim tím. Tớ không, vì tớ tin rằng may mắn vẫn tồn tại đâu đây. Còn cậu thì sao? Tớ sợ. Trang nhìn tôi hồi lâu, rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà mà không nói câu nào. Có lẽ cậu hiểu sẽ chẳng có lời an ủi nào trấn an được nỗi sợ xuất phát từ con tim. Không gian lại chìm trong yên lặng. Tôi cảm nhận rõ dòng chất lỏng lành lạnh đang chảy vào tay mình. Bên khung cửa sổ, vạt nắng ấm áp của bình minh xuyên qua tấm rèm mỏng hắt lên 2 chiếc giường màu trắng, 2 con người trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, 4 bức tường cũng chỉ một màu trắng. Tôi chợt nhận ra, có lẽ màu trắng là màu tuyệt vọng nhất. Ngày phẫu thuật ngày một đến gần, cành bằng lăng ngoài cửa sổ vẫn xanh màu lá, không biết bao giờ sẽ nở hoa. Tôi và Trang, liệu có ai chờ được đến ngày nhìn thấy bông hoa đầu tiên hé nở? Khi những cơn đau ngày càng nhiều, khi những viên thuốc dường như không còn tác dụng, và những lần hôn mê sâu tưởng chừng không bao giờ tỉnh. Vậy mà tôi vẫn tỉnh lại. Phải chăng may mắn vẫn tồn tại đâu đây như lời Trang đã nói? Nhưng tôi vẫn sợ, khi bao nhiêu ước mơ và hoài bão của cô gái mới lớn mãi mãi nằm lại trong phòng phẫu thuật, cuộc đời rồi sẽ đi về đâu? Chiều xuân lại buông, ánh hoàng hôn màu cam tắt dần bên khung cửa sổ, tiếng xe cấp cứu vọng lại từ dưới sân như xuyên thẳng vào không gian tĩnh lặng. Tiếng người đi lại ngoài hành lang, tiếng bánh xe đầy thuốc ma sát trên sàn nhà vẫn nghe rõ mồn một dù bị ngăn cách bởi cánh cửa.
tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh nghe buồn buồn. Bữa cơm chiều mua vội dưới căng tin vẫn đơn giản như mọi ngày. Tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt, chỉ ăn được vài miếng cho mẹ yên tâm rồi nằm trở lại giường. Ở giường bên, Trang cũng không ăn được bao nhiêu. Có lẽ chúng tôi đều hiểu được mọi thứ đang ngày càng tồi tệ. Nắng đã không còn, cảnh vật chìm dần vào bóng đêm. Tôi nhắm mắt lại, chợt thấy lòng mình xa vắng. Một cảm giác luôn đi bên tôi từ ngày phải nhập viện. Cái cảm giác sợ hãi những tháng ngày sắp tới, lại vừa tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Khoảnh khắc tôi đang sống dường như không còn chút ý nghĩa. Giọng Trang vang lên, trầm chậm và buồn hoang hoài. Trước đây khi còn đến trường mỗi ngày, tớ chỉ mong được nghỉ dài hạn. Giờ đây không thể đi học nữa, tớ lại thấy nhớ trường lớp vô cùng. Tớ cũng nhớ. Tôi cười buồn, miên man nghĩ về thầy cô, bạn bè, nghĩ về những bài giảng khó hiểu nhưng mang đậm ý nghĩa. Dòng ký ức như cuốn phim quay chậm cứ thế ùa về làm khóe mi tôi cay. Có lẽ người ta nói đúng, khi nắm mọi thứ trong tay, ta chẳng thấy được giá trị của nó. Chỉ khi mất dần tất cả, ta mới biết nó có ý nghĩa như thế nào. Và liệu có ai có được cơ hội lần thứ hai sau khi hiểu được điều đó? Trang kể cho tôi nghe về Hoàng Đăng, cậu bạn cùng lớp cậu ấy thầm yêu từ lâu lắm. Chỉ tiếc là cậu chưa kịp nói ra tình cảm của mình, cậu đã phải nhập viện vì bệnh tim phát tác. Nhiều lúc cô đơn, Trang định gọi điện cho cậu ấy, nhưng lại thôi, vì sợ làm phiền cậu, sợ làm cậu phải lo lắng. Đôi khi, người ta yêu nhau lại tìm cách trốn tránh nhau như hai kẻ xa lạ. Và tôi hiểu cảm giác yêu mà không thể nói ra, thực sự rất khó chịu. Nhưng biết sao, khi Trang lựa chọn cách im lặng, và mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu thôi, cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến lạ thường. Chợt nghĩ về mối tình năm tôi 16, lòng tôi chạnh buồn, khi cả hai chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường quá ngắn. Còn cậu có ước mơ hay việc gì chưa làm được không? Trang hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức những ngày xưa cũ. Tớ hả? Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. Tớ ước một ngày được đặt chân lên Đà Lạt, được đắm mình trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa giữa đồi thông. Trang mỉm cười, nụ cười dường như luôn thường trực trên bờ môi nhỏ xinh nhưng tím ngắt. Cậu có tâm hồn lãng mạn quá nhỉ? Tớ xem đó là một lời khen, tôi đáp. Chúng tôi cùng cười. Hồi lâu Trang nói tiếp. Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng có những mơ ước, những dự định trong tương lai. Giá mà ngày mai ta vẫn sống để có thể tự mình thực hiện nó. Không gian trong giây lát trở về trong yên lặng. Những vì sao cô đơn nhấp nháy yếu ớt giữa nền trời. Hơn ai hết, chúng tôi biết cánh cửa tương lai đang nằm sau một vật cản rất lớn. Ngày phẫu thuật thay tim. Có lẽ nên hy vọng, có lẽ nên mỉm cười để tìm lại bình yên trong bộn bề lo lắng. Hứa với tớ, nếu chỉ một trong hai chúng ta có thể sống, thì hãy giúp người kia thực hiện tâm nguyện của họ, được không? Trang nhẹ nhàng, giọng nói đầy tuyệt vọng. Tôi nhắm mắt, không bao giờ tôi muốn điều đó xảy ra. Nhưng nếu cuộc đời thực sự tàn nhẫn như vậy, dù không nói ra thì Trang vẫn sẽ hiểu, tôi đồng ý. Trước ngày phẫu thuật 2 ngày là ngày Trang tròn 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người. Và lần sinh nhật này phải thật hoành tráng để đánh dấu sự trưởng thành của họ. Nhưng sinh nhật của Trang thì khác. Đó là một sinh nhật tổ chức ở căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Không được mặc quần áo đẹp, không có hoa, không có quà và không có những lời chúc mừng như bao sinh nhật 18 tuổi khác. Chỉ có chiếc bánh kem nho nhỏ, 18 cây nến đang le lói cháy và căn phòng chỉ vẹn vẹn 4 người. Tôi, cậu và hai người mẹ. Biết làm sao khi chúng tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố để điều trị. Không có người thân, không có bạn bè. Xung quanh nhìn đâu cũng toàn những con người xa lạ. Có lẽ chúng tôi nên học cách chấp nhận. Tôi và cậu ngồi trên giường, cùng nhau hát bài Happy Birthday. Trước khi thổi nến, cậu nhắm nghiền mắt lại, chắp tay ước một điều gì đó. Cậu mở mắt ra, tôi liền cười hỏi. Cậu ước điều gì thế? Trang không ngần ngại đáp. Tớ ước tớ với cậu phẫu thuật thành công. Tớ ước một ngày nào đó tớ với cậu được ra viện, cùng nhau sống tiếp những tháng ngày còn lại. Cậu nói hết câu, tôi liền cảm thấy khóe mi mình ướt ướt. Mẹ tôi và mẹ cậu cũng vội quay mặt đi vì không kìm được nước mắt. Những điều thực sự đơn giản với mọi người, nhưng với chúng tôi,
đó là cả một ước mơ. Tôi tặng cậu một hộp quà mà tôi nhờ mẹ chuẩn bị giúp. Trong hộp quà là một hộp sao giấy tôi tự gấp trong những ngày phải nghỉ học vì bệnh tim phát tác trước đây. Người ta hay gấp xếu để cầu may, còn tôi thì gấp sao, nhưng ý nghĩa tượng trưng vẫn là như vậy. Giờ đây tôi tặng cậu ấy tất cả may mắn ấy. Có thể cậu mới là người thực hiện tâm nguyện của tôi. Như vậy là ba điều ước rồi, cậu tham lam quá đấy. Tôi cười nói, như muốn làm bầu không khí vui trở lại. Chàng liền cười trừ. Mẹ tôi và mẹ cậu cũng mỉm cười. Đó là một trong những ngày cuối cùng của mùa xuân. Ngày phẫu thuật, tôi và Trang được nằm lên hai chiếc giường khác nhau. Hai chiếc giường bắt đầu lăn bánh. Bác sĩ đẩy chúng tôi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ tôi và mẹ cậu theo sau, ánh mắt ngập tràn nỗi lo lắng, xen lẫn sợ hãi. Trang quay sang nhìn tôi, nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng. Tôi cũng cười, chúng tôi nắm chặt tay nhau. Nhắm mắt lại, cảm giác như sắp chìm xuống đáy đại dương. Có lẽ thuốc mê đang dần phát huy tác dụng. Dần dần tôi thiếp đi. 50-50, sự sống và cái chết, chúng tôi thuộc về nửa nào. Một ngày mùa hạ, tôi tỉnh lại. Những âm thanh buổi chiều ở bệnh viện vẫn quen thuộc như thế. Mẹ mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Cành bằng lăng đã nở hoa. Một chú chim đậu xuống cành cây, chùm hoa màu tím trao nghiêng trong nắng chiều. Tôi quay người nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Chăn gối được xếp gọn gàng, tấm ga trải giường màu trắng lạnh băng. Tôi thấy sợ, màu trắng luôn là màu của tuyệt vọng. Bác sĩ kiểm tra cho tôi, sau đó quay lại nói với mẹ đang lo lắng đứng ở phía sau. Bác sĩ càng nói, nụ cười trên môi mẹ càng tươi hơn. Trước khi bác sĩ rời phòng, mẹ tôi rối rít cảm ơn. Còn tôi, chẳng còn tâm trí quan tâm nội dung cuộc đối thoại là gì. Trang được xuất viện rồi à mẹ? Tôi hỏi, khi mẹ ngồi xuống mép giường và nắm chặt tay tôi, như sợ tôi biến mất. Nhìn gương mặt thoáng buồn của mẹ, lòng tôi tràn ngập nỗi bất an. Tôi mong một cái gật đầu, nhưng rồi mẹ chỉ quàng tay ôm lấy tôi. Giọng mẹ nghẹn ngào kể cho tôi nghe, ca phẫu thuật của Trang không thành công. Cậu đã mất. Khi bác sĩ báo tin tôi được sống, cũng là lúc cậu ấy chút hơi thở cuối cùng. Tôi lặng người đi, giọt nước mắt chẳng thể rơi. Hạ đã về thật rồi. Nắng vàng hoe trải dài trên những nẻo đường ngập tràn màu hoa bằng lăng. Tôi xuất viện và đi học trở lại, tiếp tục đối mặt với kỳ thi đại học căng thẳng phía trước. Cuối cùng, điều ước của Trang cũng trở thành hiện thực. Chỉ tiếc là không trọn vẹn như cậu ấy từng ước. Một chiều cuối hạ, tôi nhẹ nhàng đặt lên bộ Trang bó hoa bằng lăng tím nhạt cuối mùa, lặng im đứng nhìn nụ cười của cậu trên di ảnh, in đậm vào bóng hoàng hôn nhạt nhòa. Hoàng hôn vẫn ấm áp như chiều ngày nào, nhưng sau giờ đây, tôi thấy gì đó khác xưa rất nhiều. Có lẽ, khi chúng ta nghĩ mình sắp phải ra đi, mọi thứ thiên nhiên mang tới đều trở nên kỳ diệu để níu giữ ta ở lại. Cho đến khi sự sống trở thành điều hiển nhiên nhất mà chúng ta có, thì mọi thứ cũng theo đó trở lại bình thường. Nhưng thực ra, không có gì là thay đổi, có chăng chỉ là sự thay đổi từ chính con tim mình. Nghĩa Trang không một bóng người. Gió chiều mơn man lướt qua từng hàng mộ. Sở dĩ Nghĩa Trang lạnh lẽo vì khi ở đây, người ta dần chìm trong nỗi sợ hãi cái chết. Và bởi vì con người ta chỉ có một lần để sống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sáng chiều rực rỡ đến chói mắt, khẽ thì thầm: Trang à, ở trên thiên đường, cậu có biết cậu là người hạnh phúc lắm không? Tôi đã đi tìm Hải Đăng, trao cho cậu ấy lá thư mà Trang viết, như lời hứa của chúng tôi ngày nào. Nếu ai trong hai người còn sống, sẽ giúp người kia thực hiện tâm nguyện của họ. Giá như cậu ở đây, để biết Hải Đăng vui mừng như thế nào khi nhận được thư cậu. Giá như cậu ở đây, để biết Hải Đăng khóc bao đêm khi hay tin cậu mất. Giá như cậu ở đây, để biết Hải Đăng cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu cậu ấy. Giá như cậu đừng ra đi. Tôi nhắm mắt lại, để mặc hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nếu người chết là tôi chứ không phải là cậu, nếu tôi đang ở một thế giới khác chứ không phải ở đây, tôi thực sự may mắn. Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng,
được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc ấy. Hãy cứ sống, cứ yêu hết mình, vì biết đâu, ngày mai bạn chẳng còn tồn tại. Và hạnh phúc chỉ đến khi bạn trân trọng từng phút giây bạn đang sống. Tôi quay người bước đi, để lại những cánh bằng lăng nằm yên lặng nơi đó, nơi cậu mãi mãi nhìn thấy được. Sẽ không phải nhìn ra khung cửa sổ để mong chờ một bông hoa tim tím. Và có lẽ tôi sẽ dần quên được nỗi đau này. Cơn gió cuối ngày thổi qua, đậu lại trên vai tôi, lành lạnh. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.